Chào mừng bạn đến với kênh của mình. Bạn nhớ like, comment để ủng hộ mình và đừng quên nhấn đăng ký để cập nhật những video mới và hấp dẫn nhé. Wow! Lơ ơi, đẹp chưa kìa? Mẹ ơi, con muốn xem búp bê trên kia. Con muốn chơi nhà phao cơ. Còn bao nhiêu trò chơi nữa? Con muốn búp bê cơ. Được rồi, chơi gì cũng được. Lên tầng 2 đã nào các con. Lên thôi. Còn xem buộc lại dây dày chắc chắn trước khi lên thang cuốn nha. Nếu không dây dày dễ mắc vào thang, nguy hiểm lắm. Dạ. Tôi đã chỉ rồi mà. Như thế này, như này nhé. Cảm ơn cậu. Đi thôi. Bắn vào lan can đi, súp lơ. Chạy, con không biết bước vào bậc nào. Trước đây mẹ cũng sợ mỗi khi đi thang cuốn đó, nhưng giờ mẹ đã có bí quyết rồi. Con bước chân dứt khoát vào giữa hai vạch kẻ màu vàng này, rồi đứng yên giữa hai vạch nha, không dẫm chân vào vạch là được, vì nó sẽ tách ra tạo thành hai bậc. À, ra là thế. Hóa ra mẹ lớn rồi cũng từng sợ cái thang này. Không dẫm chân vào vạch, không dẫm chân vào vạch. Con làm được rồi. Đúng, con làm được rồi này. Giờ thì mình đứng yên trên thang. Còn tay phải của con bám vào tay vịn của thang con nhé. Tay phải là tay có nốt rồi. À, đây rồi. Ôi, sao lâu thế nhỉ? Bao giờ mới tới nơi? Vậy là súp lơ và Trang dịu dàng đã lên được thang cuốn an toàn rồi. Nhưng mà súp lơ đang cảm thấy chậm quá. Bạn đã từng đi thang cuốn chưa? Chỉ cách cho súp lơ với. Phương án 1, chán thì dựa vào lan can cho đỡ mỏi. Phương án 2, ngồi xuống lan can cho an toàn, đỡ chán. Phương án 3, bước lên cho nhanh. Phương án 1, Trang ơi, dựa vào thế này đỡ mỏi đấy, cậu thử không? Súp lơ mỏi rồi phải không? Nhưng đừng dựa vào tay vịn như vậy, dễ bị trượt ngã hoặc bị xước tay đó. Vâng ạ. Hay, vậy là phương án 1 sai rồi. Các bạn nhớ nha, chúng mình không được tựa người vào thành thang cuốn. Ấy, vậy thì theo tớ chọn phương án 2, ngồi xuống cho chắc ăn, đỡ bị ngã đó. Ai ơi, ơi. Hai, tớ biết ngay mà. Tớ đã bảo rồi, cái thang cuốn này rất nguy hiểm. Các bạn nhớ, đừng có ngồi như cha nha. Thế nghĩa là phương án 3 là đúng sao ta? Phương án 3 chính là... Vậy thì bước lên cho nhanh. Đằng nào cũng giống như cầu thang ở nhà mà. Ôi! Con có sao không? Đúng là nguy hiểm quá. Các cháu không được chạy nhảy đuổi nhau đi lại trên thang, nguy hiểm quá. Thang cuốn không phải là nơi để chơi đâu các cháu. Đó, các bạn ơi, nếu chạy nhảy đuổi nhau trên thang cuốn sẽ gây nguy hiểm cho mình và cả những người xung quanh. Thậm chí không nên đi lại vì nó hoàn toàn không giống với cầu thang nhà mình đâu. Như vậy là phương án 3 cũng sai luôn rồi. Ủa, cả ba phương án đều sai thì chúng ta phải làm thế nào? Ý, thế à? Tớ đưa thiếu phương án sao? Xin lỗi các cậu, phương án đúng đây. Chúng ta nên đứng yên tại chỗ và đứng thẳng khi đi trên thang cuốn. À, mắt nhỏ các bạn nè, các bạn có thể đứng về bên phải của thang cuốn để trống phần bên trái cho những người thật sự có chuyện gấp hay lực lượng bảo vệ đi qua khi cần thiết thì cũng sẽ không bị va vào người. Bên trái, bên phải, phải, trái. Ôi, các cậu chỉ tới giới, bên nào là bên phải của tớ vậy?
Sắp đến rồi Súp Lơ ơi, cháu bước chân nhanh nhé. Wow, đến nơi rồi. Con nhìn xuống chân và bước dứt khoát nhé. Ôi ôi ôi, nguy cấp, nguy cấp. Phải hít thở bình tĩnh đã nào, để giúp Trang dịu dàng. Các bạn cũng phải bình tĩnh để chọn phương án đúng nè. Phương án 1, hét lớn. À, dạy của con bị kẹt. Đúng rồi, trước hết chúng ta phải hét thật to để gọi cứu hộ. Phương án 2, cố gắng kéo chân bị kẹt ra. Đừng cố kéo giày ra khỏi rãnh, Trang ơi, có thể sẽ nguy hiểm đó. Có cách nhanh hơn nè. Con rút chân ra khỏi giày đi. Ai, thật là may mắn. Nếu chẳng may quần áo hay giày dép của chúng mình bị mắc vào thang cuốn, các bạn đừng cố kéo ra mà hãy nhanh chóng cởi bỏ trang phục trên người nha. Nếu các cô các bạn mà mặc váy dài thì sao nhỉ? Không lẽ cởi bỏ váy luôn hả trời? Thế nên các bạn nếu đi siêu thị có thang cuốn thì đừng có mặc váy quá dài nha. Chú kể cháu này, chú rất tiếc vì cháu gặp sự cố, chân cháu không sao chứ? Dạ, cháu cảm ơn chú. Trang dịu dàng đã bình tĩnh hơn rồi đó. Sau buổi hôm nay, chắc Trang và Súp Lơ đã biết cách đi thang cuốn an toàn rồi. Còn các bạn đã nhớ chưa? Nếu chưa thì... các bạn hãy xem lại lần nữa nha. Xem nhiều lần cho nhớ cũng được. Tớ thì đi chơi nhà phao với Súp Lơ và Trang dịu dàng đây. Tạm biệt. Cảm ơn các bé đã xem video. Các bé nhớ like, comment và đừng quên đăng ký để cập nhật những video mới hấp dẫn nhé. Thank you for watching. Don't forget to like, comment and subscribe.